Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu cho chương Ballet Fusion bằng một bài biểu diễn mà tôi nghĩ chắc là quý vị sẽ rất thích, bởi vì hai nhân vật sắp xuất hiện trên sân khấu, họ hóa thân thành hai nhân vật đặc biệt của những bộ phim mà chúng ta đều yêu thích, những nhân vật ác nhất, đó là Red Queen và Maleficent. Quý vị nghĩ đi, hai cái cô ác mà gặp nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ có làng Khuê biết, phụ nữ với nhau chi và biết. Thưa quý vị, ai biểu diễn? Ngọc Khanh và Huỳnh Mến. Trong tuần này thì cái cổ chân của Khánh nó lại tái phát, di chuyển rất là khó khăn rồi, mà bây giờ phải duỗi mũi chân cũng như là đứng bằng mũi chân rồi bưng bê, thì nó đều phải trụ vào cái cổ chân của mình, phải chuẩn mực và chính xác tới phần trăm của cm, không biết mình có làm được hay không. Mình rất là nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh chị. Những cái lúc mà mình gặp áp lực thì chỉ biết là gọi điện về cho mẹ. Lúc nào thì mẹ cũng động viên mình hãy cố gắng đi, đừng bao giờ nói tới cậu bỏ cuộc thì mình sẽ thành công. Ngọc Khánh và Huỳnh Mến, thưa quý vị. Trời ơi, hai em bước ra nãy anh tưởng hai em sẽ nhảy bà kiếp đỏ đen của Duy Mạnh. Không ai nghĩ là ballet mà lại nhảy được trên cái nền nhạc này, thật quá sáng tạo. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Ngọc Khánh và Huỳnh Mến, thưa quý vị. Và nếu như quý vị yêu thích họ, nghĩ là họ sẽ được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất, chúng ta hãy soạn tin nhắn BN khoảng cách 01 và gửi về cho tổng đài 8369 nhé. 3.000 đồng một tin nhắn. Bây giờ tôi thấy là Lan Khuê có vẻ rất hứng thú rồi. Xin mời Lan Khuê. Chị rất là ngạc nhiên Ngọc Khánh. Chị không nghĩ là cơ thể của em là dẻo dai mức đó, và những cái động tác mà em dùng ba lê rất là nhiều, và em không bị sa đà vào cái chuyện mà nhảy đương đại nhiều. Và chị rất là đánh giá cao em ngày hôm nay, bởi vì mọi thứ em làm khá là tốt, từ cơ thể đến những động tác, mọi thứ đều hoàn hảo. Xin cảm ơn Lan Khuê. John. Anh rất thích cái sự giải trí trong cái bài này. Nó rất là sáng tạo về cái nhân vật tụi em chọn trong cái nhạc này, như Chánh Thành nói. Và anh thích cái cách tụi em diễn cái sự đanh đá trong cái bài. Nhưng mà nhiều cái hay trong cái bài này đến từ hình ảnh của chị Mến. Khánh, mấy cái động tác ballet của em cũng tốt, nhưng mà lúc chị Mến quay, em phải điều khiển cái hông và cái lưng của chị Mến, em không làm được, thì cái động tác quay của chị Mến bị rớt. Cái đó là một cái trách nhiệm lớn lúc mình múa ba lê với nhau. Và mấy cái bưng bê, lúc em phải bưng chị Mến lên, em bị trễ nhịp. Trong cái vòng này, cái đó anh không chấp nhận nha. Em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn John. Và anh Hưng ạ. Anh lại nghĩ ngược lại, tất cả những bưng bê đều bất ngờ hết. Nếu như mà không kịp á,
Có thể là do cái đòi hỏi của nhà chuyên môn quá cao dành cho những người biểu diễn chuyên nghiệp lâu năm thì mới có thể đáp ứng được cái điều đó. Những cái động tác tích tắc mà bưng mến lên rồi quăng xuống và đảo ngược lại tình hình, anh thấy nó rất và đúng, rất là nhịp đúng nhá. Có thể anh không giỏi về nhảy múa nhưng mà nhịp về nhạc thì anh sẽ không thua ai hết. Nhưng mà những cái dằn và những tích tắc nó hoàn toàn là khớp và rất là tính cách. Nhân vật nào cũng ra tính cách của nhân vật đó. Đó là một điều rất đáng khen. Hình như tôi không tìm ra cái gì để anh chê được. Thôi thì so với mấy cái tuần trước thì Khánh làm tốt hơn. Đó cũng chỉ là cảm nhận của mỗi một giám khảo thôi. Thành nghĩ là vậy, sẽ có người ủng hộ và có người đòi hỏi khắt khe hơn, cần nhiều hơn nữa. Một cái điều đáng khen nữa là từ vị trí số 6 em nhảy thẳng lên vị trí số 1 ngày hôm nay. Dạ, và cái sức phấn đấu của em nó rất là kiên cường. Chúc mừng em. Và xin cảm ơn ba vị giám khảo ạ. Dù cho như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có những số điểm dành cho họ. Xin mời John Huy Trần. Đúng, đến tuần này top 5 đòi hỏi của anh cao hơn nhiều. 7. Quý vị đừng ngạc nhiên là bởi vì John Huy Trần bắt đầu chuyển sang một trang mới. Giờ qua hết top mở rồi, nó qua top 5 rồi. Thì bắt đầu một cái trang mới là bắt đầu tính điểm, thang điểm này mới đúng không John? Dạ. Mời Lan Khuê. Chính xác. Quý vị yên tâm đi. Anh Thành đừng nói nữa. Anh Thành mà nói là điểm lại. Chính điểm, đấy. Phải có như thế chứ. Và anh Đàm ạ. Cái tuần vừa rồi nó có quá nhiều điều bất ngờ. Vâng. Và chúng tôi tự nói chính bản thân mình rằng là hết sức bình tĩnh. Có thể nhưng ở sau tiết mục đó nó sẽ wow hơn. Tại vì thế này nè anh Đàm, em nói rồi để cho anh dễ cân nhắc ha. Bây giờ những cái điểm này là cái điểm dành cho tiết mục đầu tiên. Chúng ta lấy nó làm chuẩn. Một lát nữa mà có sự bùng nổ hơn nữa thì sẽ phải hơn. Còn nếu như mà không có ai hơn các bạn thì 7 với 9 là những điểm cao nhất đêm nay đúng không anh ạ? Bạn đã đọc được đúng ý nghĩa của tôi. Vâng. Chân thành. You're so smart. Yeah, thank you anh trai Bluetooth nữa. Dạ vâng. Yes, number 9. Cảm ơn anh Đàm. Nên hai bạn phải vui vì đây là một cái thang điểm của một cái hành trình mới. Nếu không ai giỏi hơn mình thì 9 điểm sẽ là điểm cao nhất đêm nay. Đó, thành thử ra là các bạn thoải mái nhá. Cảm ơn các bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.